Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tra cứu được cái thông tin thuê bao điện thoại của các bạn xem đã đăng ký chính chủ hay chưa nhá. Thì với cái cách này cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể tra cứu được cho tất cả các nhà mạng như là Viettel, Mobi, Vina hoặc là Vietnam Mobile nhá. Để tra cứu được thông tin thì các bạn có thể làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cho mình cái phần tin nhắn nhá. Và các bạn sẽ soạn tin nhắn cho mình nhá. Đây, các bạn sẽ soạn cho mình cái tin nhắn là TTTB, tức là viết tắt của các chữ đây là thông tin thuê bao nhá. Và các bạn gửi đến cái đầu số cho mình là 1414. Đó. Sau đó các bạn gửi này. Và các bạn sẽ chờ để cho hệ thống sẽ thông báo về cho mình cái tin nhắn nhá. Đây thì các bạn xem đây, thì cái hệ thống đã gửi cho mình cái tin nhắn về, và ở đây có ghi là họ và tên này, ngày tháng năm sinh này, số thẻ căn cước, lơi cấp và cái ngày cấp, và cả cái loại số thuê bao, ngày kích hoạt nhá. Thì các bạn cần lưu ý là các bạn để ý xem là những cái thông tin ở trên hệ thống gửi về cho các bạn xem đã đúng tên, đúng ngày tháng năm sinh của các bạn hay chưa nhá. Nếu mà các bạn nào mà chưa đúng ấy thì các bạn cần phải đi ra những cái điểm giao dịch của các nhà mạng để các bạn có thể đến các nhà mạng, các bạn mang theo chứng minh thư để các bạn nhờ họ cập nhật lại cái thông tin cho các bạn nhá. Để tránh cái tình trạng nếu mà các bạn không cập nhật thì sau một thời gian thì họ sẽ thu hồi số thuê bao, hoặc là các bạn có thể mất số điện thoại của các bạn bất kỳ lúc nào nhá. Và cái này cũng có thể áp dụng cho các trường hợp khi các bạn nào mà đi đâu các bạn quên không mang chứng minh thư mà các bạn cần cái số chứng minh thư hoặc là ngày cấp, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn các bạn làm theo cái cách này nhá, để các bạn có thể biết được số chứng minh thư và ngày tháng cấp nhá. Đó, các bạn lưu ý thì cách này áp dụng cho tất cả các thuê bao của các nhà mạng nhá. Vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể kiểm tra được cái số thuê bao của các nhà mạng xem đã đăng ký chính chủ hay chưa nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.